Xin chào quý vị và con đã đến với bản tin thị trường của Sản Di. Hôm nay bản tin thị trường Sản Di xin gửi đến quý vị và con bảng giá tôm và bảng giá giống. Bảng giá tôm đang giảm. Sau đây là bảng giá tôm của tuần sai. 100 con 82.000, 80 con 85.000, 70 con 92.000, 60 con 96.000, 50 con 106.000, 40 con 123.000, 30 con 143.000, 25 con 160.000, 20 con 177.000. Tiếp theo là bảng giá giống của một số công ty được bà con ưa chuộng và có lượng trúng rất nhiều. Giống Hoàng Lộc 108 đồng khuyến mãi 50, giống Công Nghệ 112 đồng khuyến mãi 30 được áp dụng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Giống Muna Bình Minh 138 đồng, giống Việt Úc 127 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CB 146 đồng. Thủy sản dây chuyên cung ứng giống thuốc men đồ nghề thủy sản, giao hàng toàn quốc, uy tín làm nên thương hiệu. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy sản Yến Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy sản Yến Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.